Há mồm ra không có chim chọc loài mắt. Vậy yêu cầu của em, sẽ có biết em cần mình được. Sau đây là 3 bước để có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc, vụt mặt vào đớp hít thịt nướng ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể đặt chân đến đất nước Hàn Quốc nha. Bước 1 là bắt buộc chúng ta là phải còn sống nhé. Là phải còn sống, còn nguyên vẹn hình hài mà bố mẹ sinh ra chúng ta, chứ chúng ta không được làm một cái gì đấy vô hạn hữu hình bay trong gió. Bước 2 từ từ vào trong kia, nói làm gì gì sắt thế. Sang đấy bọn mình lẫn vào người Hàn Quốc đấy, mình đẹp như người Hàn luôn ấy. Cái nước da mình, cái nước da mình là cái nước da trắng trắng tươi, trắng bóc, da mình đẹp, mình phải công nhận mình đẹp thật chứ không phải là mình vớ vẩn đâu các em. Ôi, ra sân bay quốc tế ăn bát phở gần 500.000 đây, nhìn đi, nó cũng nâng cái tầm giá trị đẳng cấp của mình lên, các em hiểu ý anh không? Bước thứ hai để đi Hàn Quốc là gì anh? Bước thứ hai để đi Hàn Quốc thì các bạn cần có tiền. Sao mới đầu ông đó vậy đó? Nhá, không có tiền không đi được, không có tiền không ai cho sang, mà sang không biết tiêu gì, không có tiền tiêu thì khó sang. Đến bước hai là phải có tiền, phải ăn đi em, quay ít thôi em. Ước từ cái hồi còn là nhi đồng thối tai mà đến bây giờ mới thực hiện được đấy. Điều thứ ba là gì ạ? Điều thứ ba là sang Hàn Quốc là phải có visa nhá các bạn nhá, không là đi sang đến sân bay Hàn Quốc là đuổi bố về đấy. Visa đây, làm ở đâu đấy? Sang lắm mới có đấy, làm ở Visa Global nhá. Đấy, nói chung là làm dịch vụ chứ còn đừng có đi mà tự đi làm cắm mặt cắm cổ á, xếp hàng 10 ngày 10 đêm chưa xong. Đi làm dịch vụ ở Visa Global ai cần em tác ở ngay dưới. Cái gì vậy bà nội? Eo ơi, đùa, cái sân bay Hàn Quốc nó to như là cái cục nghiệp chướng của mình ấy, đi mãi không hết các bác ạ. Mọi người, mình phát hiện ra thành viên thứ 11 của SNSD. Đất nước Hàn Quốc vô cùng xinh đẹp và chúng tôi đang đứng ở đây để có thể lan tỏa đến cái sự xinh đẹp này cho tất cả các bạn đang ngồi ở Việt Nam. Đúng là cái đứa lần đầu đi Hàn Quốc không khác. Yêu dấu của em sẽ có biết em cần mình đẹp. Để bỏ ra, bỏ tay xuống. Mai Trường gặp gia đình Hùng Long và Mông Anh Phương ở xe ngay xe hôm rồi. Này nhá, chỉ được xem trên phim thôi, bây giờ mới được mục sở thị ngoài đời. Nói mờ mắt luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử thịt nướng ở Hàn Quốc, xem là thịt nướng Hàn Quốc ở Việt Nam ngon hơn hay thịt nướng ở Hàn Quốc ngon hơn. Tao gọi món nào hả Trinh ơi? Đây, thịt bên Hàn đây, mình thấy không khác Việt Nam là mấy đâu nhé. Nhưng mà khi cái mùi thơm của thịt bốc lên thì thú thật mọi người, không khác mẹ thì thịt Việt Nam ấy. Ồ, thịt ngon quá, không phải ngán mồm. Ngon thật chắn lắm. Mình nhanh cho con bé này sao mà ăn thú cười nha, mồm ra. Rồi, tiếp nào. Thế mà trước khi sang Hàn Quốc á, bản thân thiên hạ đồn là người Hàn Quốc kiểu xấu, rồi lùn. Sang đây ai cao to đẹp trai, đi dọc đường mà muốn ngã mấy lần lăn kềnh ra đường đấy, không đùa đâu. Chắc là tại khí hậu ở đây lạnh nhá, cho nên là nhìn người Hàn Quốc ấy ra ai cũng đẹp như là trong tranh vẽ. Thôi nhá, còn bây giờ là chúng mình về để đi ngủ đây nhá. Ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu hành trình quậy banh đất nước Hàn Quốc, quậy đục nước chiến này cho mọi người xem. Hoàng tử, em đến với hoàng tử đây. Trinh thích thị tẩm. Anh Nam Chun đã nhường lại cái C-Bot 9 này cho Trinh rồi. Một ngày quậy đục nước bấy bá Seoul của Tuấn Trinh như thế nào? Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc chúng mình đi đâu? Và ngày hôm nay có hai hướng dẫn viên là hai bạn du học sinh, đó là em Hoàng và em Dan. Đang đứng trước tượng của vua Sejong, là một cái người mà sáng tạo ra bảng chữ cái Hàn mà Yeonseo ở tứ kỳ Arasso đó đó. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi thuê hanbok để mà hóa thân vào những công chúa hoàng tử. Về nét mặt và cái thần thái hoàng tử công chúa thì tụi mình có đủ cả rồi, chỉ thiếu bộ quần áo thôi. Có rất nhiều những cái tiệm mà để thuê hanbok. Và nếu như bạn xỏ thẳng cái bộ hanbok vào cái thây bạn ấy thì bạn bước cả thây vào trong cung điện mà không cần mất tiền vé. Và bây giờ chúng mình sẽ vào dọn đồ. Và một nhân vật sẽ xuất hiện và mình sẽ ngồi đây chờ mọi người, và có một nhân vật mới xuất hiện. Hello, hello. Đây Long Chun dưới đây này. Ở đây bạn nhân viên là người Việt và biết Tuấn Trinh nha. Anh chọn bộ này, anh muốn là nữ hoàng. Anh phải xoán ngôi chị Hương Giang ấy mà. Từ giờ phút này trở đi, Trinh yêu cầu mọi người quên mẹ Nam Chun đi nhá. Giờ phút này là thời khắc để Tuấn Trinh lên ngôi nhá. Người có nhan chắc thì phải được thừa hưởng những đặc ân chứ đúng không nào? Anh Nam Chun đã nhường lại cái C-Bot 9 này cho Trinh rồi. Còn đây là vệ sĩ của Trinh ngày hôm nay. Nhìn Trinh đã giống một nàng công chúa Seoul chưa? Đừng ai nhắn tin làm quen, Trinh thấy phiền hà lắm. Giữa hàng nghìn cô gái ngoài kia mà cho anh cứ quay Trinh. Muối nào, muối có muối dân gian nào. Chả hiểu sao bước ra đường ai cũng nhìn Trinh. Chắc chắn là họ ghen tị với nhan sắc của Trinh. Cẩn thận không ạ anh nhá. Anh từ từ đi, anh muối này anh này. Ai cũng muốn chụp ảnh vì sự xinh đẹp của Trinh. Có cả fan nhá. Trinh sang tận Seoul Hàn Quốc mà còn có cả fan nhìn nhá. Bước vào cung điện một cái là Trinh có cảm giác rất là thân thuộc. Chắc chắn kiếp trước Trinh phải là quan nhà hoàng tộc đấy.
cung điện này đẹp lắm. Ai cũng như những bông hoa ở trong những cái bộ handbook. Và Trinh là một bông hoa to tung tóe và đẹp tuyệt vời. Tất cả những bông hoa xung quanh đây thì Trinh thấy Trinh là bông hoa đẹp nha. Chỉnh nhá. Chụp cho Trinh. Có chi gửi mail ảnh cho Trinh nhé. Mỗi lần Trinh thể hiện tình cảm mến mị anh Tôn thì anh Tôn 3 phần bất lực 7 phần như ba. Bây giờ Trinh thích cái gì ở Hàn Quốc nhất? Trinh chả thích mẹ gì Hàn Quốc cả. Trinh thích thị tẩm. Bây giờ anh là quan văn quan võ, anh đưa Trinh vào trong cung cấm thì anh thị tẩm Trinh, hoặc là anh thị tẩm Trinh bên bìa rừng đi. Trinh thích thị tẩm bên bìa rừng, hoặc là mình nheo lên ngọn cây mình thị tẩm trên ngọn cây. Cây nào bây giờ thích cây nào? Cây này. Muốn hỏi anh rằng em đẹp hơn hay hoa anh đào đẹp hơn? Hoa anh đào đẹp hơn. Ôi, Trinh đẹp hơn. Trời ơi, đông người bên nước ngoài nữa. Cắt tiền đi, còn này tâm trí đây. Miu 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 miu. Thì đi tâm trí từ đây. Đấy, chị là hoàng tử của cuộc đời Trinh rồi. Hoàng tử ơi, hoàng tử đứng lại. Hoàng tử, em đến với hoàng tử đây. Hoàng tử. Anh Long ơi, tí xuống anh cõng em xuống rồi nhá. Em mỏi hết cả chân rồi đấy. Thôi, mỏi thì đừng có đi nữa. Đi thẳng ra cái bờ dốc cái kia em nhìn thấy không? Đấy, ra đấy em đứng một cái, em hít thở ra sau em vươn vai. Anh dùng chân anh đá một phát em văng, một phát em văng xuống thành phố luôn. Em đâu phải đi. Gớm, nó tự nhiên em lại bảo cõng. Khiếp. Một ngày chinh phục tháp Nam San biểu tượng của Hàn Quốc, tưởng vui vãi lúa, ai ngờ mệt bở cả mồ hôi háng của chúng mình như thế nào. Trước khi đi tháp Nam San, mấy con rời đói rã cả bụng ra nên là phải lao vào làm một cái món đặc sản Hàn Quốc, đấy là canh hầm xương bò. Nhưng mà nói một câu công tâm là người Hàn ăn cứ nhạt nhạt ít. Việt Nam mình ăn là đậm đà hơn, cho nên là mình ăn mình thấy nó cứ nhạt thích nhạt thơ ra là thế nào. Thật ra đối với mình thì cái canh này nó hơi bị nhạt nhạt đấy mọi người. Còn mấy cái mandu của Hàn thì mình khẳng định là ăn ở Việt Nam nó hợp với khẩu vị người Việt Nam hơn đấy các bạn ạ. Bởi vì người Hàn người ta ăn, người ta cứ cho bị nhiều miến ấy, ăn nó cứ ngồn ngộn miến ở bên trong, chả cảm nhận được vị thịt thì toàn miến không. Tháp Nam San có gì hot cùng mình khám phá nhá. Tháp Nam San là một cái tháp mà thật sự phải nói là rất là cao luôn, nên là bây giờ chúng mình phải đi bộ lên đấy. Trời ơi, sao nhìn kìa. Nhìn gì không anh Long, nhìn gì không? Thấy hoa già. Sao mới đầu không nói vậy đó? Hàn Quốc đang vào cái mùa hoa anh đào nên là bạn đi đâu cũng sẽ thấy hoa anh đào nở rộ nha. Mọi người ơi, đường lên tháp Nam San để công tâm mà nói thì hoa anh đào màu trắng rất là đẹp, nhưng mà mình biết là mọi người nhìn qua video thì chắc thấy nó không đẹp đâu, bởi vì ở ngoài nó mới đẹp. Con chả hiểu sao chụp hình xong xấu điên lên. Đi được nửa đường rồi mới phát hiện ra có xe buýt đưa lên tận nơi, nên là lần sau mà các anh chị nào đi ấy, thì mình đi xe buýt nhé, chứ leo như chúng em mà lên tụt mút đấy, mệt đấy. Leo tụt hết cả đường huyết thì bắt đầu thấy gian gian díu díu mập mờ chiếc tháp Nam San đây, nhìn như cái anten ấy. Nói chung mà lên đến tháp Nam San rồi thì nó cũng không được như là kỳ vọng lắm, nhưng mà được cái là trên đường đi thì cũng phải là đẹp. Nhưng cái đẹp đấy thì mình cũng kiểu thấy bình thường. Nói chung là khá mệt mọi người ạ. Các bạn mà xác định lên tháp Nam San thì chỉ có leo và leo thôi nha. Với thật ra cảnh thì cũng đẹp đấy mọi người, nhưng mà theo cái góc nhìn công tâm của mình thì mình thấy không đẹp bằng nhiều cái cảnh mình đã từng xem. Đó mọi người, đằng sau lưng mình là cái tháp Nam San cao đùng đây, mọi người có nhìn đó, rất là cao luôn mọi người ạ. Trên này thì có rất là nhiều những cái ổ khóa để minh chứng tình yêu cho các cậu đấy. Cái này thì bạn nào đi Đà Nẵng thì cũng sẽ thấy là ở Đà Nẵng cũng có một cái cầu tình yêu nhiều khóa như thế này, chắc là cũng được lấy cảm hứng từ đây các bạn ạ. Toàn cảnh trên tháp Nam San thì nó cũng chỉ có những cái cảnh như thế này thôi, và mình đang đi đúng cái lúc mà nó hoàng hôn đó mọi người. Thì mọi người có thể đi lên cái phần trên đỉnh tháp kia nha mọi người, nhưng mà thực sự là ngày hôm nay xếp hàng quá đông nên là mình rất là lười, mình sẽ không lên quay cho mọi người xem được. Nếu mà mọi người muốn lên đấy thì là khoảng 16.000 won nha. Nó rơi vào khoảng tầm 300.000 Việt Nam. Nhưng mà mình nghĩ là lên đó thì nó không có gì, cho nên là mình quyết định là không lên. Mọi người thắc mắc là từ đầu clip tại sao lại không thấy Tun đâu đúng không? Thì ngày hôm nay là Tun là rất là vinh váo, Tun lao lên trước và cuối cùng Tun đi lạc. Tun mọi người nghe. Mình cắt treo lên đây là mất khoảng 800m, xếp hàng 1.500.000 và mỗi người hết 200.000 đi hành xác. Lúc đầu khi mà gọi điện cho mình ấy, mình bảo là đang đi đường nào, thì Tun nói là Tun là trước Tun lên tháp này một lần rồi, Tun biết đường rồi. Xong cuối cùng Tun đi lạc. Chia buồn với Tun. Hoàng hôn dữ chưa? Là đẹp lắm chưa? Đẹp bở hơi tai, không biết bao nhiêu calo lên đến đây cũng chỉ để ngắm cái hoàng hôn như ở Đà Nẵng Đà Lạt, khổ thế chứ đi. Thôi, mà mình đi về, mà mình đi ăn tối đây. Chán rồi, Nam San chán lắm. Anh chị ơi, cái này cái gì mà sao mà ngắm chụp ảnh? Cái này Việt Nam đầy. Cái gì? Cây cối em ạ. Hay hỏi quá. Cây xanh, cây nhà lá vườn, cây là cái cây thôi. Nói chung khi mà lên tháp Nam San thì có cái cảm giác là chưa đi thì rất là muốn đi cho biết, nhưng mà đi rồi thì cũng không có nhu cầu muốn đi lại kiểu đấy. Eo ơi các mẹ ơi, cái món ăn mà tôi cảm thấy ngon nhất Hàn Quốc đây rồi. Cùng chúng em khám phá khu Hongdae sầm uất bậc nhất Hàn Quốc xem có gì các bác. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một món chân giò cực kỳ đỉnh ở khu Hongdae Seoul nha. Mọi người chỉ cần nhìn thôi, mọi người đã giỏi hết cả nãy ra rồi. Let's go. Hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi ăn chân giò. Cái gì vậy anh ơi?
Bước vào nhà hàng một cái nhá, thấy một đống chữ ký của người nổi tiếng Hàn Quốc, không biết là có phải giả mạo để đánh bóng tên tuổi không. Ủa sao mình nghĩ nghiệp thế nhỉ, chắc không phải đâu. Thắc mắc mãi tại sao cơm trộn lại không dùng cái đũa hay cái thìa trộn lên mà cứ phải là đâm cái tay của mình vào là như thế nào. Xin giới thiệu với bạn dân thiên hạ, đây là món chân giò hầm tẩm sốt cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh chị nào mà trong tim những thiên thần răng sứ vập răng vào cái món này thì em đảm bảo các anh chị nhũn như con chi chi tê 3 ngày 3 đêm không tỉnh đấy. Nhưng mà dù đã thẩm bao lần vẫn không thấu được cái món mì lạnh ở Hàn Quốc nhá. Em nể người dân Hàn lắm bởi vì cái sức ăn của họ thực sự là phải nói là kinh khủng luôn đấy. Các bác mà đi ăn bên Hàn, ví dụ đi 10 người thì gọi phần cho 5-6 người thôi nhá. Chứ mà gọi đủ cho 10 người ăn là các bác ăn lòi amidam ra không hết thức ăn. Ê luôn đấy. Ngon thì ngon thật đấy các bác, nhưng mà giá hơi chát nha. Trung bình một đĩa như này khoảng 1 củ đấy, 2 đĩa 2 củ, chưa kể những cái lơm rơm bên ngoài nhá. Ăn xong rồi chúng em phọt thẳng ra phố Hong Đe để đi dạo. Nghe đồn là cái bánh này ngon lắm, thế là cũng đắp vào nào một cái, mặc dù dạ dày nó còn đang lo phưỡn ra mà vẫn tham ăn đấy. Mà khi đớp vào trong cuống họng phát thì thất vọng tràn trề luôn nhá. Em không thích bánh này, nói thẳng luôn. Nó là bánh chiên cho nên là chiên nó còn hơi ngập dầu, xong rồi này còn chấm sô cô la vào nữa, ăn nó ngấy lên đến tận não ấy. Cảm giác thần kinh trung ương của em suýt tê liệt luôn ý. Thế mà xếp hàng đông như quân nguyên ấy này. Bây giờ chúng mình sẽ thử vào đây chụp ảnh. Ở trên cái đường phố của Hàn Quốc ấy thì các bác rất là dễ dàng bắt gặp được những cái cửa hiệu chụp ảnh như thế này, mà nó nhiều lắm luôn ý, một con phố phải 4-5 hàng chứ không ít. Đấy các bác nhìn thấy trong này thì nó có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện từ người cho đến ngợm nhá. Chọn phụ kiện các kiểu, make up các thứ cho tầm khăm lên, xong rồi mình lao thẳng vào buồng chụp ảnh mình chụp thôi. Phải công nhận là đời sống của người dân Hàn khá là cao các bác ạ. Sang đây thấy cái gì bác chụp có mấy bức ảnh thôi mà cả triệu bạc đấy. Ủa nhau ơi, tốn kém vừa thôi. Sợ quá thế là lại làm thêm chục kiểu ảnh nữa cho nó đỡ sợ. Clip bên đây là hết rồi.